Mấy tuần vừa rồi cả thế giới xôn xao, bất an, lo lắng và có thể nói là xáo trộn rất nhiều những sinh hoạt bình thường vì dịch cúm. Dịch cúm không chỉ là khiến cho người ta lo lắng mà khiến cho người ta còn đối diện với cái thực tại cuối cùng mà không ai trong chúng ta có thể tránh được, đó là cái chết. Chưa hết, mới đây thôi, ngày hôm qua báo chí lại nói không chỉ là dịch cúm corona mà còn dịch cúm gia cầm, bây giờ nó tái lại nữa. Trưa nay tôi ngồi coi tin tức thì thấy buồn hơn, ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta bây giờ ngập mặn rất là nhiều, lúa chết, đồng khô. Không chỉ thế mà con người không còn nước ngọt để mà uống, có những vùng không có nước ngọt. Rồi lại tin tức báo rằng cái nguy cơ cháy rừng ở Cà Mau rất là cao, bởi vì chúng ta đang trong mùa nóng. Nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Phanxicô, thưa anh chị em, là cả thế giới của chúng ta đang trong một tình trạng rất là chung. Đó là ngôi nhà của chúng ta vừa cháy vừa sập, còn bản thân của chúng ta thì không còn thứ để ăn và đang chết dần bởi lo lắng, bởi những bệnh dịch. Và một cái rất thực tế mà anh chị em chúng tôi nhìn vào, chúng ta thấy gì? Hóa ra là con người chưa bao giờ lại khao khát sống như bây giờ. Ai cũng cố gắng bảo vệ mình để cái sự sống của mình tồn tại, nhưng mà lại thấy nơi mình có một nhu cầu không thể thiếu được, đó là nhu cầu tương quan. Ấy vậy mà lại sợ đến với nhau, cho nên có những vùng đất trở thành vùng đất chết, giống như là thành phố chết vậy. Hóa ra là chúng ta đang phải đối diện với cái câu hỏi cuối cùng: chết là gì và khi chết tôi đi về đâu? Nhưng mà tại sao người ta sợ chết đến như thế? Tôi nhớ đến một nhà văn, ông ta nói như thế này: tôi không sợ chết, nhưng mà tôi không muốn có mặt cái giây phút mà cái chết đến. Có lẽ một lúc nào đó anh chị em và tôi, chúng ta cũng nói như thế. Có người thì nói một cách vắn tắt thôi: chết là hết. Và phải chăng vì chúng ta sợ cái hết đó? Chủ đề mà Hội đồng Giám mục, thưa anh chị em, đưa ra cho giới trẻ trong năm nay, đó là làm sao phát triển con người toàn diện. Thế giới này đang đi một cách khập khiễng. Nó nhấn mạnh quá nhiều về con người ở khía cạnh là thân xác thể lý này, với cái hiểu biết của trí óc và cái cảm xúc chúng ta gọi là con tim. Và làm sao sống và nuôi dưỡng cái con người thể lý này thật là mạnh khỏe, thật là xinh đẹp, và hiểu biết và trải cái cảm xúc của mình ở bất cứ địa tầng nào mà không cần có ranh giới nào, để làm sao miễn con người sống và sống hạnh phúc. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta quên một điều: chúng ta đâu chỉ có thân xác mà chúng ta còn có linh hồn. Chúa dựng nên con người chúng ta toàn vẹn xác hồn. Và toàn vẹn xác hồn đó, thưa anh chị em, mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình. Và Thiên Chúa nói gì? Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người giống Thiên Chúa. Và sau khi tạo dựng con người mang hình ảnh của Ngài, thì Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi con người một hình ảnh, để nói rằng Thiên Chúa ban cho con người sự sống. Và các giáo phụ nói rằng Thiên Chúa ban cho con người linh hồn, và linh hồn thì bất tử. Nếu chúng ta sống và chúng ta quan tâm đến một cái khía cạnh thứ hai mà nó làm cho con người của chúng ta toàn vẹn,
Thì cho dầu cái thân xác này, thưa anh chị em, nó có đi vào cái tình trạng già đi, yếu đi và thậm chí có thể nằm xuống đó, thì chúng ta vẫn không thể tuyệt vọng được, bởi vì chúng ta có nơi mình một phần gia sản lớn vô cùng là linh hồn, và linh hồn thì bất tử. Và đức tin của chúng ta còn nói rằng thân xác của chúng ta sẽ sống lại và sẽ nên một với linh hồn của chúng ta trong vinh quang của Thiên Chúa, cho đến nỗi mà Chúa Giêsu Kitô như thế nào, chúng ta sẽ được giống y như Ngài vậy. Cho nên thế giới ngày hôm nay quên mất, phải chăng là quên mất linh hồn của mình. Khuôn mặt của Herodê ngày hôm nay, thưa anh chị em, cho chúng ta thấy khuôn mặt của thế giới. Con người của ông mâu thuẫn vô cùng. Anh chị em đọc, không biết có để ý hay không, tôi thấy con người này rất ư là mâu thuẫn. Hay nói cách khác là ông bị chẻ ra làm đôi. Một đằng thì nói rằng ông sợ Gioan, đằng khác lại nói rằng ông sai người đi bắt Gioan. Một đằng thì nói rằng ông muốn che chở Gioan, đằng khác lại nói rằng ông xiềng Gioan ở trong ngục. Một đằng thì nói rằng ông rất phân vân khi mà nghe Gioan giảng, nhưng mà ông lại rất thích nghe. Đằng khác thì nói rằng ông rất buồn khi mà phải giết Gioan, nhưng mà Marco lại nói ngay lập tức ông sai người chặt đầu Gioan. Anh chị em thấy có mâu thuẫn không? Sợ nhưng mà lại bắt, muốn bảo vệ nhưng mà lại xiềng xích, lòng rất buồn nhưng mà không phải phân vân, không lưỡng lự, mà nói là ngay lập tức. Và hai cái từ, hai lần Marco nói là ngay lập tức, có nghĩa là gì? Khi bà mẹ nói với con gái là con xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả đi, thì Marco nói là ngay lập tức cô gái xin ngay. Và phản ứng của nhà vua cũng là gì? Ngay lập tức chặt đầu Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà bên trong ông là gì? Buồn, sợ hãi. Có cái gì đó chúng ta gọi là diễn tuồng ở đây. Có cái gì đó chúng ta gọi là phô bày cho thế giới thấy, nơi đó tôi rất ư là lưỡng lự trong cái ác, nhưng mà khi tôi làm ác thì tôi làm ác một cách dứt khoát. Tôi biết chân lý và sự thật đó, nhưng tôi vẫn cứ ở trong tội và phạm tội liên tục, không ngừng. Phải chăng đó là con người của thời đại ngày hôm nay? Và phải chăng người trẻ của chúng ta cũng không thoát khỏi? Vào đêm 25, đêm 24 chứ, vừa xong lễ Giáng sinh, tôi là dân lễ Giáng sinh sớm, cho nên có một bạn trẻ đến gặp tôi và nói với tôi rằng: cha, cha cho con gặp cha một chút xíu. Thế là ngồi với bạn ấy gần hơn một tiếng đồng hồ. Và bạn ấy nói như thế này: cha ơi, một năm nhìn lại con thấy thế giới này, tại sao người ta chia rẽ, tại sao người ta làm khổ nhau đến thế? Tại sao chúng ta nhìn mà chúng ta không thấy cha? Một bạn trẻ nha, 25 tuổi thưa anh chị em, nói chuyện cứ như là một ông cụ non hay như là một triết gia. Tại sao mình nhìn mà mình không thấy cha? Nhiều khi mình nhìn đó mà mình không thấy, cho nên mình không hiểu. Làm sao mà mình có được cái thấy của Thiên Chúa hả? Lúc đó mình sẽ mang lại cho thế giới này bình an. Tôi hy vọng thưa anh chị em, tôi hy vọng lắm khi tôi gặp một người trẻ như thế mà bạn ấy có thể nói được cái câu mà tôi có cảm giác như đây phải là một ông thầy tu, và thầy tu ở trong nhà kín đó, gọi là đáng tu, trong cái chiêm niệm thì mới có thể nói được cái đó. Chúng ta nhìn mà chúng ta không thấy, nhưng mà cái thấy của con người không đủ, vẫn giới hạn. Làm sao cho chúng ta thấy được cái thấy của Thiên Chúa? Và cách đây một tuần thì cũng có một bạn trẻ nữa đến và đặt một câu hỏi với tôi như thế này: thưa cha, chắc là con mất đức tin quá. Tôi hỏi thì sao kỳ vậy?
Đối với con, Chúa Giê-xu không phải là Chúa. Ngài như là một ngôn sứ thôi. Nó tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Nó con cũng không biết nữa. Nhưng mà con thấy Ngài không có quyền năng, không có thể hiện cái quyền năng của mình. Làm sao chúng ta có thể thấy được Chúa Giê-xu là Chúa cha? Tôi mới nói với bạn ấy có ba con đường, nhiều lắm, nhưng mà tôi xin đề nghị với bạn ba con đường. Thứ nhất, bạn hãy nhìn thế giới vũ trụ này trong cái thông minh tuyệt vời của nó, trong cái cấu trúc mà có thể nói là những nhà khoa học, toán học thấy nó có một cái sự hài hòa kỳ diệu trong cái vô cùng khác biệt, trong từng chi tiết nhỏ mà lại ăn khớp với nhau vô cùng. Bạn học khoa học, bạn quan sát, bạn sẽ thấy phải có bàn tay kỳ diệu của đấng làm nên nó. Nhưng mà không chỉ thế, bạn có thể nhìn thấy Ngài nữa. Ở đâu? Ở nơi những con người xung quanh bạn. Những khuôn mặt giống như là John Paul đệ nhị, giống như mẹ Teresa Canquita, thay đổi cả thế giới. Nhưng mà thôi xa quá, bạn hãy nhìn hai cái thằng bạn của bạn ấy. Một đứa đang là công việc gọi là buôn bán bất động sản, rất là giàu có, rất là thành công, nắm trong tay 20 mấy tỷ, mà bây giờ bỏ hết tất cả mọi sự đi tu và chỉ xin làm thầy thôi chứ không làm cha. Một đứa nữa học ra trường xuất sắc, trường đại học, giữ lại làm giảng viên, bỏ đi tu, không muốn làm giáo sư đại học, chỉ muốn làm một người phục vụ thôi. Nếu như Chúa Giê-xu không phải là Chúa, thì bạn nghĩ rằng có thể xoay được tâm hồn của bạn không? Chưa hết, còn một con đường thứ ba nữa. Đó là con đường của chính bạn. Khi mà bạn ngồi đối diện trực tiếp với Chúa, khi mà bạn gặp Chúa ngay nơi bí tích thánh thể, bạn nói đi, tôi tin Chúa sẽ trả lời cho bạn. Hãy nói trong ngôn ngữ mà chúng ta nói ngày hôm nay, Chúa sẽ nói với linh hồn của bạn. Thánh giáo phụ Athanasio nói rằng linh hồn của chúng ta là tấm gương của lời Thiên Chúa. Mà lời Thiên Chúa là hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên chính nơi linh hồn của chúng ta mà chúng ta có thể chiêm ngắm Thiên Chúa là Cha, qua lời của Ngài được mặc khải ở đâu? Ở nơi linh hồn của chúng ta. Mà linh hồn của chúng ta có cái khả năng gì thưa anh chị em? Thánh giáo phụ Athanasio nói rằng linh hồn có khả năng hiểu biết và đi cho đến tận cùng là hiểu biết Thiên Chúa. Cho nên đối với các giáo phụ, cái hiểu biết mà chúng ta gọi là cái hiểu biết của lý trí đó, nó không đủ. Nó còn đi đến cái biết mà cái biết tận cùng. Đó là biết được cái yếu tính của sự vật, biết cho đến tận cùng là biết Thiên Chúa. Chưa hết, linh hồn là tấm gương của lời Thiên Chúa. Cho nên chính nơi linh hồn chúng ta sẽ nghe lời Chúa nói với mình, lời Chúa vang lên nơi mình mà chúng ta gọi là lương tâm. Và cũng chính nơi linh hồn chúng ta gặp được Chúa của mình. Tôi nói với anh chị em điều này, nhưng mà tôi không nói với bạn ấy điều ấy. Tôi chỉ nói rằng bạn hãy đến cầu nguyện đi. Và thưa anh chị em, mấy ngày sau, hôm thứ Năm vừa rồi, tôi đi chầu với bạn ấy. Bạn ấy có một giờ chầu cùng với các bạn trẻ của mình. Và tôi đi chầu với bạn ấy. Tôi quỳ ở phía sau và tôi nghe bạn ấy cầu nguyện lớn tiếng. Và tôi thấy Chúa đang làm việc nơi bạn ấy. Cho nên tôi nói với bạn ấy rằng, này, em nói rằng em không thấy Chúa, nhưng mà cha thấy Chúa nơi em. Tôi thấy Chúa nơi bạn, Chúa đang làm việc nơi bạn, và Chúa đang mở tâm hồn của bạn, khiến cho bạn khao khát
đi tìm Ngài. Một bạn trẻ như bạn mà đầu năm đầu tháng đến đặt vấn đề là làm sao con có thể thấy Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Trên thế giới này hơi bị hiếm đó. Hôm trước Tết tôi được Chúa tặng cho một món quà. Có một Phật tử đến tìm tôi: "Cha ơi, có người tìm cha, các thầy trực văn phòng gọi." Thế là tôi chạy xuống. Hóa ra là một Phật tử. Tôi gọi là Phật tử bởi vì chị này cho tôi xem hình nhà chị ấy. Trong nhà của chị ấy, thật sự nó không phải là cái nhà, mà nó là cái chùa. Chúng ta biết là có những người họ rất là sùng Phật và họ biến cái ngôi nhà của họ trở thành cái chùa và họ tu tại gia. Tôi gọi là chùa bởi vì tôi thấy những cái bàn thờ Phật rất là lớn và tượng Phật mà to như trong chùa vậy. Và không phải là một chỗ mà nhà chỉ 3-4 chỗ đều có đủ mọi thứ tượng. Và chị ấy nói với tôi rằng 4:30 sáng là chị dậy chị cúng nước. Tôi không biết cúng nước là cúng cái gì. Rồi sau đó là tụng kinh. Tôi mới hỏi rằng tại sao chị tìm tôi và tôi được giúp gì cho chị. Chị ấy nói rằng con có mấy cái căn nhà trọ con cho thuê, thì có một người công giáo thuê. Chị ấy nghe lời Chúa, chị ấy nghe bài giảng trên mạng, cái chị ấy cho con nghe, cho nên sau khi mà cúng Phật xong thì con mở bài giảng con nghe. Bài giảng công giáo của chúng ta đó, thưa anh chị em. Con nghe nhiều lắm và con ao ước có một ngày con được đến nhà thờ, con gặp cha. Tôi giúp gì cho chị? Không cần cha giúp gì hết. Rồi khi chị nghe giảng vậy thì điều gì chị cảm nghiệm được? Chị ấy nói rằng con cầu nguyện với Chúa linh lắm cha, con xin gì Chúa cũng cho, xin gì Chúa cũng cho. Và trước khi chị ấy quay lưng đi, chị ấy nói với tôi như thế này: cha, cha nhớ cầu nguyện nha, Chúa linh lắm, cha nhớ cầu nguyện nha. Thưa anh chị em, một Phật tử nói với một linh mục và nhắc linh mục rằng: nè, nhớ cầu nguyện nha. Thưa anh chị em, hóa ra là con người ta sống không chỉ bằng cơm bánh. Hóa ra là chúng ta đâu chỉ có cái khát, cái đói của thể lý này. Chúng ta còn có một cái đói, cái khát sâu hơn là cái đói, cái khát của linh hồn. Và đói khát gì? Đói khát lời Thiên Chúa. Cho nên đó là một bạn trẻ đi nữa đang vất vả chạy đua với cuộc đời này, vẫn chất vấn về Thiên Chúa có quyền năng không, vẫn khao khát có được cái nhìn của Thiên Chúa khi nhìn vào cuộc đời này, hay là một người chưa có một cơ hội chính thức để biết Chúa, thì nơi tâm hồn của họ mỗi ngày, cho dầu họ là tôn giáo nào, họ vẫn lắng nghe lời của Chúa, họ vẫn ăn nuốt lời của Chúa. Cho nên lời Thánh Vịnh, thưa anh chị em, 62 rất là hay: chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàng. Ơn cứu độ của tôi nơi người mà đến, duy người là núi đá là ơn cứu độ của tôi. Chúa là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàng. Cho nên thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta nói về việc phát triển con người toàn diện. Không chỉ nói cho các bạn trẻ đâu, nói cho tất cả anh chị em chúng ta. Nếu chúng ta bận tâm về cái thể lý này, sao cho nó mạnh khỏe và tránh đi những cái thứ dịch bệnh, thì xin hãy bận tâm về linh hồn của mình. Và hãy nhớ linh hồn là tấm gương của lời Chúa.
Chỉ cần anh chị em lau sạch linh hồn của mình, anh chị em ngay lập tức sẽ nghe được lời của Chúa nói với mình, sẽ nhìn thấy được Chúa không đâu khác nơi chính linh hồn của mình. Và làm sao lau được cái tấm gương linh hồn đó? Thưa, bằng việc mình loại trừ đi những thói hư tật xấu chưa đủ, bằng việc mình không ngừng tập nhân đức chưa đủ, bằng việc chúng ta không ngừng cầu nguyện. Mỗi lần anh chị em cầu nguyện là mỗi lần anh chị em đối diện với Chúa và ân sủng của Chúa. Sự hiện diện của Chúa, sự thánh của Chúa sẽ chiếu vào linh hồn của anh chị em và lau sạch linh hồn của anh chị em. Và ở đâu là tuyệt đối mà nơi đó chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn, không chỉ linh hồn mà cả thân xác của mình? Thưa, chính nơi bàn tiệc thánh. Ở nơi đây chúng ta được nuôi dưỡng cả xác hồn. Ở nơi đây chúng ta được thánh hóa. Ở nơi đây chúng ta được phát triển con người toàn diện, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và xin cho chúng ta trong năm mới này là một năm sống trọn vẹn trong Thiên Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ hai của tuần tịnh tâm. Ngày hôm qua chúng ta nói về người cha rất tuyệt vời của mình, một người cha yêu thương con của mình, một người cha luôn luôn hướng về con, cho dầu đứa con đó ở trong tình trạng nào, thì người cha với đôi mắt của yêu thương đã nhìn ra con của mình. Và khi con của mình còn từ đằng xa thì người cha đó đã không kềm được cái lòng của mình, đã chạy ra ôm lấy người con và hôn lấy hôn đệ, cho dầu nó ở trong tình trạng nào, nó cũng là con của mình. Có một chân lý mà tôi muốn anh chị em phải ghi nhớ, đó là muôn đời con là con của cha, không bao giờ thay đổi. Chúa Giêsu là người đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện của người cha từ bi nhân hậu tuyệt vời đó. Ngày hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu lại dẫn chúng ta đi đến một thực tại kế tiếp. Khi mà gặp cha rồi thì thưa sao anh chị em, mình sẽ phải về nhà cha của mình, đúng không? Khi mà cha con gặp nhau rồi thì phải về nhà chứ. Và hôm nay Chúa Giêsu trong bài tin mừng dẫn chúng ta đi về nhà cha. Cho nên cái từ chìa khóa để chúng ta mở cái bài tin mừng này, đó là nhà cha của tôi, nhà cha của tôi, nhà cha tôi. Nhưng mà đây là cái cách dịch mà rất là văn chương anh chị em thấy. Còn nếu mà chúng ta dịch sát trong cái bản gốc á, thì phải dịch rất thật như thế này, giống như là hai đứa con nít mà nó nói chuyện với nhau, đó là nhà cha của tao. Trong cái ngôn ngữ của đứa bé nói về nhà cha của mình. Và cái nhà ở đây không đơn thuần là gỗ đá gạch xi măng, mà là gia đình. Cho nên khi nói nhà cha tôi, nhà cha tôi, nhà cha tôi, thì muốn nói rằng đây là gia đình của tôi, căn nhà này là căn nhà của tôi, và tất cả những người đang hiện diện trong căn nhà đó, trong đền thờ đó, là anh chị em tôi, là gia đình tôi. Nhưng mà điều gì Chúa Giêsu chứng kiến thưa anh chị em? Ngài chứng kiến một chuyện rất đau lòng. Huynh đệ sâu xé, bóc lột nhau. Ngài chứng kiến điều gì xảy ra ở nhà cha Ngài, ở cái đền thờ đó, ở cái gia đình đó, điều gì xảy ra?
người ta buôn bán và đổi chác. Tin mừng chỉ ghi lại như thế này: có những kẻ bán chiên, bán bò, bán bồ câu và những người đổi tiền. Theo luật của đền thờ thì khi lên đền thờ như vậy thì phải đóng thuế đền thờ, mà thuế đền thờ thì không thể đóng bằng tiền của Roma được, mà phải đóng bằng cái đồng tiền khác, tiền Do Thái. Cho nên cái người lên đền thờ thì phải đổi cái tiền. Và khi đổi tiền đền thờ như vậy thì đương nhiên là phải trả phí tiền, rồi còn đóng thêm tiền đền thờ nữa. Và mỗi lần mà đổi phí như vậy thì cái phí nó không có nhỏ, thưa anh chị em, rất là cao. Cho nên cái người đổi tiền là cái người bóc lột một cách nào đó, ăn cái phí đó. Và cái người đổi tiền này là ai thưa? Cái người đổi tiền là con cháu của những người coi cái đền thờ đó. Và tiền đền thờ thì lại đóng thuế nữa, cho nên họ ăn hai ba đầu. Chưa hết, không chỉ đổi tiền mà còn bán chiên, bò, bồ câu. Nghĩa là bán của lễ để mà dân chúng mua, mà dân của lễ toàn thiêu. Và ai là người buôn bán? Thưa, cũng là con cháu của những người làm ở trong đền thờ. Nhưng mà điều đáng chú ý ở đây là gì? Những người bán chiên, bán bò thì Chúa Giê-xu chỉ đuổi chiên bò của họ đi thôi. Còn cái đám bán bồ câu thì Chúa nói như thế này: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Người giàu mới mua được nguyên con bò, người giàu mới mua được nguyên con chiên. Cho nên cái số người mà mua được con bò, con chiên, thưa, rất ít, đếm ở trên đầu ngón tay. Còn đa số là mua gì anh chị em? Muôn cặp bồ câu. Đa số là người nghèo. Cho nên cái đám bán bồ câu này là cái đám nó rất là lời. Nó bóc lột người nghèo. Cho nên anh chị em thấy Chúa Giê-xu nổi giận ở đây là gì? Ta về nhà cha của ta. Và khi nói nhà cha đây là nói đến gia đình, mà tất cả mọi người trong cái đền thờ đó, trong cái nhà đó là anh chị em của tôi. Và tôi chứng kiến gì? Tôi chứng kiến anh chị em trong gia đình đang bóc lột nhau, đang trao đổi tiền bạc, và không có nghĩ đến tình nghĩa gì hết, chỉ nghĩ đến cái túi tiền của mình. Và đó là một thực tại rất đau lòng. Đó là điều mà chúng ta cần suy nghĩ ngày hôm nay. Ngày hôm qua chúng ta nói về tình cha, ôi tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta nói đấy, chúng ta có chung một người cha tuyệt vời như thế đó. Và chúng ta là anh chị em với nhau này. Chúng ta đối xử với nhau như thế nào? Chúng ta đang vì tình cảm thiêng liêng gia đình mà đối với nhau, hay vì đồng tiền, hay vì cái túi của mình? Có một người đến khóc với tôi và nói với tôi như thế này: thưa cha, em con nó mượn có 5 triệu thôi, nhưng mà nó phải trả lại, và bây giờ lên đến 135 triệu rồi. Và cha biết ai là người cho nó mượn không? Thưa, là người công giáo, và là một người rất nổi tiếng, mà rất nhiều nhà thờ, nhà thánh biết đến. Tôi mới hỏi rằng: chị ơi, cho vay cái gì mà cắt cổ dữ vậy? Vay đó thì trả như thế nào? Thưa cha, 1 triệu trả 1,6 triệu. Nhưng mà cái khổ là em con nó viết giấy nợ. Nó viết nó chấp nhận vay với cái lãi như thế. Và cha biết không, khi mà không có tiền thì nhà con chung với nhau một cái chòi, và bán được cái chòi cái nhà đó thì chia ra được mỗi đứa có bao nhiêu tiền đâu. Và khi mà nó bán rồi thì nó đi chỗ khác nó ở, thì nó nghĩ là chắc là nó trốn được nợ. Nhưng mà không ngờ người ta tìm được nó, và người ta đưa ra tòa án, và bây giờ nó phải trả 135 triệu bởi vì mượn có 5 triệu thôi. Và ai là người kéo nhau ra tòa án? Thưa, tất cả đều là những người tin, những người công giáo. Đó ta gọi là gì? Bóc lột. Tôi chưa thấy một cái người nào mà ác đến như thế. Anh chị em công giáo của mình đấy,
một người rất tốt. Trước mặt mọi người có một cái công ty ở Sài Gòn này về may mặc. Về quê của mình ở vùng xa xăm, lôi kéo những khuôn mặt bạn trẻ, đặc biệt là nữ, lên Sài Gòn để làm cho công ty của anh ta. Và anh ta hứa hẹn trả lương rất là đàng hoàng. Và tôi gặp được một bạn làm trong cái công ty đó. Thưa anh chị em, làm từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ khuya. Và một tuần làm 7 ngày. Lương anh ta trả là 5 triệu một tháng. Nhưng mà anh ta nói rằng thôi, chú đưa cho con 2 triệu rưỡi thôi, còn 2 triệu rưỡi chú giữ dùm cho khi nào con về quê chú đưa. Và bao nhiêu lần về quê thì em ấy nói rằng thưa cha, cứ đưa nhín cho con vài triệu, trong khi nếu tính theo năm thì con phải được tới mấy chục triệu rồi. Người công giáo của mình. Một người nói với tôi rằng thưa cha, ở cái vùng đó cha thấy nuôi heo rất là nhiều, cha thấy không? Heo bệnh không sao hết thưa cha, bỏ hết vô trong tủ lạnh, qua hết mùa dịch đem ra bán, đặc biệt là biến thành heo quay và bê thui. Tôi không biết làm sao mà thịt heo mà trở thành bê thui. Ai làm? Người công giáo của mình. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay đặt lại vấn đề. Nếu chúng ta ngày hôm qua được đề nghị rằng hãy chạy đến ôm lấy và hôn lấy hôn để cái người nào mà làm cho mình buồn lòng đó, tha thứ cho họ đi, thì ngày hôm nay chúng ta phải xét lại hành vi, lời ăn, tiếng nói, việc làm của mình, xem chúng ta có đối xử công bằng với anh chị em của mình không. Và công bằng đó nó xảy ra ngay nơi trong gia đình của mình. Đôi lúc anh chị em trong gia đình chỉ vì đồng tiền, vì miếng đất mà không nhìn mặt nhau, từ nhau, không bao giờ bước qua nhà nhau nữa. Đấy, Chúa Giêsu về nhà của mình. Thực tế là gì? Người nhà đã không chịu đón nhận Ngài. Các môn đệ nhớ lại câu kinh thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây đã phải thiệt thân. Câu này trích trong Thánh Vịnh 69. Nguyên văn trước sau tôi xin trích một vài đoạn cho anh chị em để hiểu như thế này: anh em nhà kể con như người dưng nước lạ, hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con đây đã phải thiệt thân. Chúa biết rõ con bị người chửi mắng, lại mang vào thân tủi hổ với nhục nhằn. Lời thóa mạ này tim con tan vỡ, con héo hắt rã rời. Thay đồ ăn chúng trao mật đắng, con khát nước lại cho uống giấm chua. Anh chị em nghe cái thánh vịnh này vào cái tuần thương khó. Chúa Giêsu về nhà của mình, và anh chị em của mình đối xử với Ngài như thế nào? Xem Ngài như người dưng nước lạ vậy. Và cái đau là gì? Thay đồ ăn chúng trao mật đắng. Đói quá trời đi thì lại đưa mật đắng. Con khát nước thì lại cho uống giấm chua. Nó phản ánh cái gì? Cái ác tâm của con người. Con người chúng ta có một cái tâm. Cái tâm đó, một, nó sẽ là tâm hiếu sinh, nghĩa là tâm hướng về sự sống, khao khát sự sống, kiến tạo sự sống, nghĩ về điều tốt, những điều đưa đến sự sống. Sự sống cho bản thân mình, sự sống cho mọi người xung quanh mình. Bởi vì quý trọng sự sống cho nên tất cả những việc mình làm đều mang đến sự sống. Cái gì mà hại đến sự sống của người khác mình không làm. Đó ta gọi là tâm hiếu sinh. Hay ta lại mang lên mình một cái tâm gọi là tâm sát sinh, nghĩa là chỉ nghĩ đến sự ác, ghen ghét, hận thù, nguyền rủa người ta, và chỉ vui mừng khi người ta gặp khốn khó gian nan và tìm cách hại người khác, và vì cái lợi của mình mà bất chấp hết tất cả mọi sự, và khuôn mặt vẫn là một khuôn mặt đạo đức.
nhưng mà lòng già đang mang một cái tâm sát sinh. Và với cái tâm sát sinh đó, chúng ta đã đóng đinh Chúa Giêsu. Với cái tâm sát sinh đó, chúng ta đã giết anh chị em của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu, đó là tin mừng Gioan chương thứ hai. Chương thứ nhất nói rằng Ngài về nhà của mình, người nhà không đón nhận. Chương thứ hai, Chúa Giêsu bước vào đền thờ, và đúng vậy. Và chương cuối cùng, chương gần cuối, chương thương khó đó, Chúa Giêsu ở trong nhà của mình, ở trong đền thờ Jerusalem, Ngài kêu lên ta khát. Và quả thật người ta đưa giấm chua mật đắng cho Ngài. Ở trong đền thờ thì có một chi tiết xảy ra nữa, đó là dân của lễ đền tội. Mỗi lần người ta lên đền thờ là mỗi lần người ta thờ phượng Chúa và dâng của lễ đền tội. Và trong đền thờ Jerusalem, ở những cái chương cuối cùng của tin mừng Gioan, kể cho chúng ta nghe một câu chuyện khác. Giêsu đó, người anh cả trở về nhà cha của mình mà thấy tất cả em út của mình đó đang sâu xé nhau đó, đã dâng lên cha chính bản thân mình làm của lễ đền tội. Tin mừng viết như thế này: khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đập dập ống chân người. Đây là một chi tiết rất quan trọng trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh quy định rằng tất cả những con vật dâng cho Thiên Chúa không được đập dập ống chân của nó. Tất cả những con vật tế lễ cho Thiên Chúa làm của lễ đền tội, của lễ toàn thiêu, không được có bất cứ một bệnh tật, một tì vết nào, và ghi nhớ, không được đập dập ống chân nó. Cho nên khi cái chi tiết rằng nói Chúa Giêsu Kitô chết và người ta không đập dập ống chân Ngài, thì muốn nói gì? Chúa Giêsu Kitô là con chiên vẹn tuyền vô tỳ tích, dâng lên cho Thiên Chúa là Cha, trở thành của lễ đền tội cho chúng ta. Và lại ghi tiếp: nhưng người lính đã lấy lưỡi giáo và đâm vào cạnh sườn của người, tức thì máu và nước chảy ra. Của lễ mà dâng đó, thưa anh chị em, sẽ xẻ ra làm đôi. Cái máu đó một nửa sẽ được rảy trên dân, một nửa sẽ được rảy trên bàn thờ. Và người ta sẽ đổ nước lên cái của lễ đó và người ta sẽ thiêu nó bằng lửa. Cho nên cái chi tiết rằng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của người là cái chi tiết rõ ràng. Chúa Giêsu Kitô đó, người anh cả của chúng ta đó, đang biến chính mình thành của lễ đền tội, dâng lên cho Cha để xin Cha tha thứ tội cho em của mình. Và Ngài nói gì với Cha? Lạy Cha, xin tha cho họ, bởi vì họ không biết việc họ làm. Tình Chúa Giêsu dành cho chúng ta là thế đấy. Cho nên có hai thứ công bằng. Cái thứ công bằng thứ nhất mà ngày hôm nay chúng ta được mời gọi điều chỉnh lại trong cuộc sống của mình là thứ công bằng trong tương quan anh chị em với nhau. Mình phải đối xử, bởi vì chúng ta là anh chị em trong cùng một gia đình, đừng vì túi tiền của mình, đừng vì cái lợi của mình, mà hãy nghĩ đến tình cảm huynh đệ chị em, mà vì lợi ích của người khác. Điều chỉnh trong lời ăn, tiếng nói, việc làm. Một cái thứ công bằng thứ hai, công bằng của tình thương, công bằng của đền thay. Chúa Giêsu đã làm cái công bằng đó. Ngài ôm lấy hết tất cả bao nhiêu tội lỗi của chúng ta, gánh hết. Con xin gánh hết. Anh chị em trong gia đình có bao giờ chứng kiến cái cảnh đó chưa? Cái cảnh mà đứa anh đứng ra chịu tội cho đứa em chưa? Đừng có đánh con, đừng có đánh con, đừng có đánh nó, đừng có đánh nó, nó không có biết gì hết, đánh con nè, đánh con nè. Tôi đã từng chứng kiến hai anh em ruột, hai thằng bé chơi chung với nhau. Thằng em nó nghịch quá đi, nó làm vỡ cái chậu hoa. Thế là ông bố giận lên phạt, kêu vô. Và bây giờ hỏi rằng đứa nào bày trò, đứa nào chịu phạt. Thằng anh đứng ra ngay,
con nè, đừng có đánh em, con nè. Đó là thứ công bằng của tình thương. Chúa Giêsu của mình đã làm và vẫn đang làm mỗi ngày trên bàn thờ. Ngày hôm nay lại là ngày 8 tháng 3, khiến cho tôi nhớ đến khuôn mặt của một bà mẹ. Bà là mẹ của một người bạn của tôi. Gia đình bạn ấy có 5 anh chị em. Bà có 5 người con. Gia đình nghèo. Bố thì chết sớm, cho nên bà tần tảo nuôi con. Bà nuôi rất đơn giản, bằng một cái gánh bánh canh thôi. Cứ sáng rồi gánh cái bánh canh ra chợ, chợ Hàng Xanh này, rồi chiều gánh về. Với gánh bánh canh đó mà nuôi được 5 đứa. Một lần kia, lúc đó cũng lâu lắm rồi, khi tôi chưa đi tu đến thăm thì không có thấy cái gánh nữa, mà chỉ thấy cái xe đẩy, mới nói rằng: bác ơi, ủa cái gánh của bác đâu rồi mà giờ biến qua cái xe rồi? Con à, gánh riết chịu không nổi, bây giờ đau vai quá, bác sĩ bảo rằng không được gánh nữa. Thế là làm cái xe ba gác bây giờ đẩy. Cách đây không lâu tôi đến thăm thì bây giờ nghỉ bán bánh canh rồi, nhưng mà chuyển sang một cái bệnh gọi là bệnh đau lưng. Bởi vì cứ đẩy như vậy nhiều quá, cứ gánh gồng nhiều quá. Chuyện kể là bà có 2 đứa con ở trong gia đình. 2 đứa này nó hoàn toàn nó ngược nhau. Cái thằng bạn của tôi là một đứa con rất ngoan, luôn luôn quan tâm đến mẹ, chăm sóc cho mẹ từng chút một. Trong khi cái thằng em của nó thì trời ơi, cứ vòi tiền của mẹ và đi chơi. Và cho đến bây giờ nó vẫn chưa có việc làm. Và bà mẹ vẫn cứ chăm chút và lo cho nó. Trong khi anh của nó là bạn của tôi luôn luôn là tức giận và chửi bới nó. Nhưng mà người mẹ thì cứ thế mà nuôi. Và có một lần tôi nói với bà: bác ơi, tại sao mà bác cứ chiều nó hoài vậy? Bỏ nó đi, đừng có nuôi nó nữa. Và không chỉ nuôi nó mà nó lâu lâu nó còn về nó xin nợ. Mặc dầu nợ không có nhiều, nhưng mà bà lại dành dụm cái đồng tiền của đứa này đứa kia cho mà đưa cho nó. Tôi mới nói: bỏ nó đi. Bỏ sao được con, nó là con của mình mà. Biết nó sai nhưng mà mỗi lần nó cứ khều khều như vậy, làm sao bỏ được? Chúng ta bắt được nơi đó khuôn mặt của một người cha, một người cha nhân hậu trong bài tin mừng. Ôm lấy con của mình và trong thâm tâm cứ hôn lấy hôn để nó, bất cứ nó ở cái mùi nào và nó ở trong tình trạng nào, nó vẫn là con. Hay là dung mạo của một Chúa Giêsu Kitô, một cứu Chúa, một đền thay bao nhiêu tội của con mình gánh lấy. Và bà nói với tôi rằng: con biết không, ngày nào bác cũng lần chuỗi xin Chúa tha tội cho bác. Tôi nói là: bác có tội gì đâu, bác đầy công đức chứ bác tội gì. Tội của bác là không biết dạy con. Có một thứ công bằng mình không hiểu được, công bằng của tình yêu thương. Và những người mẹ, những người chị đã làm điều đó. Đặc biệt Chúa ban cho người phụ nữ có một cái ơn rất là tuyệt vời. Đó là khung lòng của người đó có thể cưu mang một sự sống. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các chị, cách riêng là các bà mẹ trong thánh lễ chiều hôm nay. Và xin cho mọi người chúng ta khi nhìn nhau, nhớ rằng chúng ta là anh chị em đó, cùng một cha trên trời. Và khi nhìn lên Chúa Giêsu, hãy nhìn tấm gương của người anh cả, đền thay tất cả cho em của mình. Học nơi đó cái mầu nhiệm bị đâm thâu, máu và nước chảy ra. Học nơi đó cái mầu nhiệm trở thành của lễ vẹn toàn, vô tỷ tích, để đền thay cho tất cả em của mình. Và đó là đức tin của mình đó. Cho nên đức tin của mình tuyệt vời ở chỗ đó, là sống cái tình gia đình.
cái tình con Thảo đối với cha, cái tình anh chị em và đặc biệt tuyệt vời đối với người anh cả cứu Chúa là Giê-xu. Và mình sống cái tình đó là sống đức tin của mình. Anh chị em thân mến, tuần vừa rồi đài truyền hình BBC có một mẫu tin chừng khoảng 2 phút và bình chọn năm 2012 vừa rồi của chúng ta là năm được gọi The Year of the Touch Screen, nghĩa là năm của màn hình cảm ứng touch. Chỉ cần một cái chạm thôi thì chúng ta có thể mở ra với thế giới. Anh chị em rất là quen thuộc, ví dụ như là chúng ta có cái điện thoại chẳng hạn, chúng ta chạm vào cái màn hình, chúng ta mở ra với tất cả mọi liên lạc thông tin. Anh chị em mình có cái vi tính, cái iPad chẳng hạn, chạm vào, mở ra. Hiện đại hơn, cái tivi ở nhà cũng vậy, không cần phải bấm remote nữa. Có lẽ Việt Nam của mình còn nghèo cho nên phải dùng remote nhiều. Người ta có thể dùng một cái chạm thôi, có thể điều khiển hết tất cả mọi sự. Và với cái năm khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như thế và tuyệt vời như thế, cho nên năm 2012 đó được chọn là năm của sự chạm vào màn hình, hay gọi là năm màn hình cảm ứng. Cũng cái năm 2012 đó, một tờ báo Việt Nam của mình bình chọn cái năm nay là năm mà khủng hoảng gia đình. Hình như là thưa anh chị em và các bạn, khi mà chúng ta có cái khả năng mình chạm vào rất là nhiều thứ, và khi mình chỉ cần một cái chạm thôi thì chúng ta có thể mở ra cho cả thế giới. Nhưng mà chúng ta chạm vào lòng nhau thì hình như là khó lắm. Cho nên cái năm mà bị gọi là khủng hoảng gia đình đó, bởi vì cái năm đó người ta thống kê là ở Việt Nam của mình, cái tỷ lệ mà con cái giết cha mẹ giết con cái, cháu giết ông bà, cái tỷ lệ nó quá cao đi. Và giết nhau rất là dễ dàng. Đứa con chạy về nhà xin mẹ 50.000, mẹ từ chối cầm dao giết mẹ một cách nhẹ nhàng. Người mẹ nói rằng sẽ để cho con miếng đất. Con hỏi rằng mẹ bán miếng đất rồi sao? Mẹ bảo rằng mẹ chưa bán, mẹ mới dự tính thôi. Đứa con nổi nóng lên giết chết mẹ của mình. Người chồng cũng vậy, cũng dễ dàng giết chết vợ của mình. Và không chỉ vợ của mình mà trong cơn giận giết luôn cả đứa con 8 tháng của mình. Còn con gái bị cha mắng rất là nặng, thế là quay lại đâm chết người cha của mình. Một cái năm mà kinh hoàng, thưa anh chị em, chúng ta đọc báo và chúng ta thấy hình như là người ta mất đi cái khả năng chạm vào lòng nhau. Và khi mà chạm nhau thì không phải là chạm của cái chạm tình thương, mà là diệt nhau, giết nhau. Chuyện này chuyện có thật, kể anh chị em nghe. Tôi ra ngoài Hà Nội, tôi làm lễ nhà thờ, một nhà thờ ở ngoài Hà Nội. Cha xứ mới kể cho tôi nghe một buổi chiều, một cụ bà 87 tuổi chạy đến nhà thờ, vừa đi vừa khóc, khóc nức nở nói với cha. Cha mới hỏi rằng: "Này bà, sao bà khóc thế?" Bà cụ mới nói rằng: "Con trai của con nó đánh con." Hỏi chuyện như thế nào, bà cụ mới nói rằng: "Cha ơi, con của con nó nói rằng mẹ già rồi, mẹ bán nhà đi, về ở chung với con." Thế là con bán nhà, con đem hết tiền con đưa cho hai vợ chồng nó. Hai vợ chồng nó cất tiền xong rồi ở với con. Con ở chung mà cứ hoành hè, nói nặng nói nhẹ, con buồn quá. Một ngày kia con quờ quạng, sau đó rớt cái bình hoa, nghe nói là giá trị quý lắm. Thế là con trai của con, nó bắt con nằm lên giường úp mặt xuống, và nó lấy roi mây nó đánh con. Anh chị em nghe cứ như chuyện cười vậy, phải không? Mà có thật. Thế là sau khi bị con đánh, bà cụ tuổi quá mới chạy đến nhà thờ kể với cha. Hỏi ra thì bà cũng không có đạo, thằng con trai kia cũng không có đạo. Hình như nó có cái gì đó nó bất thường, thưa anh chị em. Nó có cái gì đó nó đang
gọi là lũng đoạn trong cái xã hội này. Tôi đọc báo, tôi giật mình. Hiện nay nó có một cái hội gọi là hội chửi cha mẹ. Tôi đọc anh chị em nghe một đoạn. Cũng nghiện chửi tương tự, nhiều bạn trẻ thi nhau lập các hội như là hội chửi cha mẹ hoặc hội chửi tục có đẳng cấp. Không biết chữ tục mà có đẳng cấp thì nó như thế nào. Hầu hết lời lẽ trong các hội này đều sặc mùi thô tục, thậm chí có thành viên còn tuyên bố thời đại A Còng chửi nhau bằng tay chứ ai chửi rảnh đâu mà đấu võ mồm làm gì. Ngay cả nghệ sĩ còn lối nhau lên mạng chửi thì hà cớ gì anh em mình không lên đây chửi. Thời đại còng lưng trên bàn phím, mình chửi có vạn người đọc, tội gì không chửi. Bây giờ người ta không chửi bằng võ mồm nữa, thế anh chị em cứ lên vi tính là gõ thoải mái bao nhiêu thứ chửi. Nhưng mà đau nhất là gì? Hội chửi cha mẹ đấng sinh thành của mình. Tôi đọc báo cũng mới ngày hôm qua, chắc là các bạn cũng có đọc rồi. Một tín đồ của Apple bây giờ cần tiền quá, làm sao mua được cái iPhone 5S. Thế là làm sao, các bạn còn nhớ không? Cô ta đứng giữa đường cho người ta ôm mình, cứ mỗi người ôm như vậy thì được bao nhiêu tiền đấy. Mấy trăm cái ôm đó thì đủ tiền mua cái iPhone 5S. Tệ hơn có người bán thân để mà mua iPad. Tệ hơn có bạn trẻ sẵn sàng đi vào bệnh viện bán một trái thần của mình để mua một món hàng của Apple. Ta gọi là tín đồ của Apple. Đó là những sự kiện đang xảy ra xung quanh mình đấy thưa các bạn. Nhưng mà sâu hơn là gì? Nó không chỉ dừng lại ở vấn đề là con cái chửi cha mẹ, hoặc là tệ hơn con cái giết cha mẹ, hoặc là cha mẹ giết con cái, hoặc là tệ hơn người ta sẵn sàng bán bản thân mình, bán cái giá trị của mình chỉ vì một món hàng. Sâu hơn là gì thưa các bạn? Đó là một cuộc khủng hoảng mà ta gọi là khủng hoảng giá trị sống. Người ta không biết giá trị sống đích thực của mình là gì. Giá trị sống đích thực của tôi là tiền chăng? Đời nay vẫn trọng người nhiều của mà. Có đồng tiền có tất cả. Hoặc là như một vài bạn trẻ nào đó, giá trị sống của tôi là Apple. Tất cả những cái món hàng nào nó ra là tôi bằng mọi giá tôi phải có chẳng hạn. Nhưng mà anh chị em biết rồi, nó như là một cuộc đua vậy. Giống như cái anh hồi nãy anh chia sẻ, mình cứ phải đua và đôi lúc mình không tìm được chính mình. Bởi vì chúng ta biết sản phẩm bây giờ mình có 5S, anh chị em ráng còng lưng ra làm mua 5S đi. Vài bữa nữa nó 6S rồi 10S gì đó tôi không biết. Và muôn đời. Cái sâu là gì? Có người ta khủng hoảng giá trị sống. Đâu là giá trị sống đích thực của tôi? Và tôi không tìm thấy nó nơi tôi. Nơi tôi bất tì đầu tìm nơi một cái món hàng nào đó, nơi một số tiền nào đó. Tôi có một người chị, chị bà con, chị ấy nói với tôi rằng: Vinh à, chị mắc cái chứng bệnh gọi là nghiện shopping. Không biết đây có ai bị không. Nghĩa là cứ cuối tuần thì phải đi vào cái mall. Cũng may là chị ấy không phải ở Việt Nam, chị ấy ở bên kia. Chị vào cái mall và bắt đầu đi mua. Nhưng mà nghiện shopping này là shopping nhà nghèo, cho nên đợi hàng on sale, nghĩa là hàng giảm giá thì mới mua. Mua về nhưng mà không có xài chất đó, rồi đem đi cho. Cái đó tôi gọi là nghiện, mà gọi là nghiện, gọi là nghiện, gọi là không có đẳng cấp, nghiện còn thấp. Nghiện mà nghiện có đẳng cấp là phải nghiện hàng đúng hiệu. Mà để có được cái hàng đúng hiệu đó, một cái bóp phải là vài ngàn đô la, một chiếc áo cả chục ngàn đô la. Và để có được những món hàng đó, để nâng giá trị của mình lên, con người ta sẵn sàng bán tất cả, ngay cả linh hồn của mình. Cho nên cuộc sống ngày hôm nay nó có một cái câu là I want to be somebody. Tôi muốn trở thành ai đó. Tôi muốn trở thành một người nổi tiếng. Tôi thấy người nổi tiếng nó mặc chiếc áo đó bằng mọi giá,
tôi cũng phải mua và mặc được cho bằng chiếc áo đó. Nhưng mà hỡi ôi, khi tôi mặc vào thì tôi là tôi mà áo là áo, áo với tôi nó không có đi chung với nhau. Con người ta đang vong thân, đánh mất chính mình. Nói một cách khác, một câu hỏi thật lớn được đặt ra: đâu là giá trị đích thực của cuộc sống này mà tôi phải tìm? Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đặt một câu hỏi rất là hay: anh tìm gì? Chúa nói với mình đấy, chứ không phải nói với các môn đệ trong bài tin mừng đâu. Chị tìm gì? Anh tìm gì? Con tìm gì? Người xưa có một câu nói hay lắm: cốt nhục tình thâm. Cốt nhục là gì? Là xương. Nhục là thịt. Xương thịt máu huyết, tình sâu lắm. Để nói về tình nghĩa cha mẹ con cái, anh chị em trong gia đình. Người mẹ bị chôn vùi dưới đống gạch trong một trận động đất, ôm đứa con vài tháng tuổi trong lòng của mình. Con mình đói không biết làm sao, cắn tay dùng máu của mình cho con mình bú mà cứu sống đứa con đó. Ta gọi là gì? Cốt nhục tình thâm. Hai chị em trong nhà, đứa em trai của mình nó bệnh nặng quá, cái thận của nó hư rồi. Người chị sẵn sàng hiến một nửa, hiến một trái thận cho em của mình. Cái đó mình gọi là gì? Máu chảy ruột mềm. Cốt nhục tình thâm. Máu chảy ruột mềm. Anh tìm gì? Chị tìm gì? Và Chúa Giêsu nói rằng: hãy đến mà xem. Và nếu như ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta điều đó, hãy đến mà xem, chúng ta xem thấy gì? Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy một hài nhi Giêsu, một Thiên Chúa trở nên cốt nhục với con người, một Thiên Chúa trở nên xương thịt máu huyết với con người. Anh chị em và tôi, từng người có thể đứng trước bàn thờ này, chỉ vào Giêsu và nói rằng: lạy Giêsu Chúa của con, đây là xương bởi xương con, đây là thịt bởi thịt con, Ngài và con là một. Bởi vì Chúa mà tôi tin vào, giờ đây Ngài đã trở nên cốt nhục xương tủy đối với tôi, để Ngài đi vào cái tình thâm sâu, cái tình người thầm sâu. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Đức Maria đi viếng bà Elizabeth khi mà thụ thai Đức Giêsu Kitô bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ cứu mang lòng dạ con của mình, ở trong lòng dạ của mình, mẹ lên đường đi đến thăm bà Elizabeth. Khi gặp bà Elizabeth, tin mừng nói rằng hài nhi trong lòng của bà Elizabeth lúc đó là Gioan nhảy mừng, bởi vì Chúa đến thăm mình. Nhưng mà sâu hơn là gì? Gioan như đại diện cho cả nhân loại này vui mừng, bởi vì Chúa của tôi giờ đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, Ngài cùng chung một cốt nhục giống như tôi. Và Ngài đi vào cái tình người, cái tình gia đình, cái tình cha, tình mẹ, tình anh chị em, mình gọi là tình máu mủ, mình gọi tình máu chảy ruột mềm. Cho nên thưa anh chị em, cái giá trị sống đầu tiên căn bản của con người là gì? Thưa là gia đình của mình. Là gia đình của mình đó. Cái gia đình mà nơi đó mình được sinh ra, là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, là chính mạng sống của tôi đó. Cho nên khi tôi cầm cái dao, hoặc trong lời nói của tôi làm tổn thương người thân của tôi, là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, là tôi đang giết chính bản thân tôi. Tôi đang cắt đi cái cội nguồn của tôi. Và xã hội ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta đang bị cái khủng hoảng đó. Gia đình đang gặp cái nạn rất là lớn,
khi mà con cái có thể chửi cha mẹ và nó trở thành một cái hội, một cái trào lưu. Khi mà đứa con nó dễ dàng, nó giết cha mẹ của nó. Một đứa cháu mới 12, 13 tuổi thôi, cầm dao đâm chết ông của mình. Cả nhà hoảng lên, khóc vừa la vừa hét, nói tại sao con giết ông. Thằng bé nói rằng con tưởng con giết ông xong rồi ông sống lại, giống như trong game vậy. Anh chị em thấy không? Gia đình của mình đang bị khủng hoảng rất là trầm trọng. Giá trị sống đích thực của tôi ở đâu? Thưa, ở trong gia đình mình. Và Chúa của mình đã chứng minh được điều đó. Vì Thiên Chúa mà anh chị em và tôi tin vào là một vị Thiên Chúa làm người. Và Ngài không từ trời bay xuống, Ngài cũng không phải là tề thiên từ đá chui lên. Ngài có một gia đình, có cha, có mẹ, có máu mủ, có máu chảy, ruột mềm. Đó là cái khẳng định thứ nhất. Vì Thiên Chúa mà tôi tin vào cho tôi thấy cái giá trị đầu tiên mà tôi chiêm ngắm Ngài nơi hang đá, đó là gia đình. Và cái giá trị thứ hai sâu hơn tất cả và là nền tảng tất cả, đó chính là Chúa của mình. Cái giá trị sống đích thực đó chính là Chúa của mình. Cho nên các môn đệ khi đến gặp Chúa thì tin mừng nói rằng các ông đã đến, đã xem thấy và ở lại với Ngài ngày hôm ấy. Rồi ngày hôm sau nữa, rồi ngày hôm sau nữa. Và ở lại với Chúa và là một vị Thiên Chúa làm người. Một vị Thiên Chúa là cốt nhục, một vị Thiên Chúa có máu, có thịt, có xương, có tủy. Một vị Thiên Chúa cùng ăn, cùng uống. Một vị Thiên Chúa đi cho đến tận cùng. Cái đau khổ nhất của con người là một cái chết. Một vị Thiên Chúa đổ máu ra và hiến chính bản thân mình cho con người. Thưa, đó là giá trị mà tôi phải tìm kiếm đó. Thưa, đó là niềm tin ấy. Thưa, đó là tình thương ấy. Thưa anh chị em, còn không những giá trị đó trong cuộc đời? Thưa, vẫn còn chứ. Cứ thứ ba và thứ năm, anh chị em đến bệnh viện huyết học sẽ gặp một người phụ nữ đi bán máu của mình để nuôi chồng bị hoen suyễn, để cho con có tiền đi học. Còn chứ? Còn chứ khi mà một cụ già 71 tuổi rồi, ngày ngày cứ ngồi đập từng chiếc lon cho một cái trạm thu mua ve chai. Khi còn trẻ thì làm ở trong rừng cao su, đi cắt mũ, đi cạo mũ, rồi đi chặt củi. Già không biết làm gì, ngày ngày đập từng chiếc lon, mỗi ngày được 50.000 cho cháu của mình nó đi học. Còn chứ những đứa con vất vả ngược xuôi ở Sài Gòn này, chắc chiêu từng đồng, không dám ăn, không dám mặc, không dám xài, gửi về quê nhà để nuôi cha mẹ của mình. Cách đây hơn một tuần, đài truyền hình CNN có quay lại một đoạn video clip, thưa anh chị em. Súng đạn đang bắn như thế này, rầm 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 rầm. Một ngày người ta tính là khoảng 200 cho đến 100 cho đến 200 người chết ở Syria. Thì đang cái lúc mà cuộc chiến xảy ra và người ta bắn nhau như thế này, thì có một người phụ nữ bị thương, bị trúng đạn và chị ấy nằm ở trên mặt đất. Và giữa cái làn đạn đang bắn liên tục như thế này, thì có một chàng thanh niên chừng 19-20 tuổi thôi, bò thật là sát, sát mặt đất. Mà lúc đằng đạn nó đang phủ như thế này, và tôi nghe rất là rõ ràng ở trong cái video đó là cover him, cover him, nghĩa là bắn phủ hắn luôn đi. Và anh ta vẫn bò, bò rất là cẩn thận, né cái làn đạn đấy, đến cái người phụ nữ mà đang nằm sấp đó, dùng sợi dây và cột chị ta.
Sau đó là gì thưa anh chị em? Anh ta chạy thật là nhanh, bắn một cái vụ vô một cánh cửa núp, và bắt đầu anh ta kéo cái người đàn bà đó rất là chậm chậm ra khỏi cái làng đàn đó. Sau đó thì phóng viên đài CNN mới phỏng vấn anh ta là: người đàn bà này có bà con họ hàng gì với anh không mà sao anh dám liều mạng sống mà cứu chị ta? Anh ta mới nói rằng: không, bà ấy không có họ hàng bà con gì với tôi hết. Vậy thì tại sao anh dám liều mạng sống mà cứu? Anh ta trả lời: bởi vì bà ấy là người giống như tôi. Anh không sợ chết à? Tôi sợ chứ. Nhưng mà chết, nếu chết, chúng tôi sẽ cùng chết trên mảnh đất này. Đó ta gọi là gì? Đó ta gọi là giá trị sống. Đó ta gọi là cốt nhục tình thâm. Đó ta gọi là máu chảy ruột mềm. Đó ta gọi là lòng thương xót của Thiên Chúa. Hóa ra là giữa cái cuộc sống mà súng đạn đang bắn nhau như thế này, không chỉ cái súng đạn bắn theo cái nghĩa đen, mà giữa cái cuộc sống người ta đang tìm cách giết nhau, đạp nhau, giữa cái cuộc sống mà có thể nói con người không biết chết lúc nào, không biết bị hại lúc nào, giữa cái cuộc sống đó chợt có một trái tim bằng thịt phập phồng đang đập, một trái tim máu chảy khiến cho ruột kia phải mềm. Giữa cái cặn bã của cuộc đời này, cái gọi là rơm rác tôi không quan tâm đến, nó còn thấp hơn cả trâu bò nữa, thì giữa cái đống rơm rác đó, Thiên Chúa lại ban cho một trái tim bằng thịt, một trái tim đang phập phồng đập, một trái tim có tên gọi là Giê-xu. Hóa ra là cái giá trị sống đích thực của chúng ta là gì? Thưa, rất đơn giản, hãy là người, chỉ thế thôi. Này, ta ban cho các con một trái tim mới, sẽ khấy lấy khỏi lòng các con quả tim chai đá, ban tặng cho các con một quả tim bằng thịt, một quả tim biết yêu thương. Chúng ta chiêm ngắm hài như Giê-xu và chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy Chúa nói với mình rất rõ ràng: con ơi, ta dựng nên con không phải là sắt đá, ta dựng nên con không phải là một trái tim bằng vàng, bằng kim cương, ta dựng nên con là một trái tim bằng thịt, một trái tim máu chảy ruột mềm, một trái tim phập phồng đập giữa cuộc đời này, biết đau với nỗi đau của anh chị em mình, biết vui với nỗi vui của anh chị em mình, cùng khóc cùng cười với anh chị em mình. Một trái tim mà rộn ràng của người mẹ khi đứa con chào đời, một trái tim mà nó nhảy lung tung lăng tăng khi mà mẹ đi chợ về trao cho con một gói xôi, một trái tim mà có thể nói là nhịp đập loạn xạ khi bàn tay của chàng cầm tay bàn tay của nàng. Giá trị sống đích thực của con là gì? Lạy Chúa, Chúa trả lời: thưa, là người. Bởi vì sao? Bởi vì ta là người. Bởi vì Thiên Chúa của mình là Thiên Chúa là... Anh chị em thân mến, cầu nguyện là trò chuyện với Chúa. Đó là câu định nghĩa rất đơn giản về cầu nguyện của Thánh Clement Thành Alexandria, ngày sống vào thế kỷ thứ ba. Và khi nói rằng cầu nguyện là trò chuyện với Chúa, bước vào một cuộc gặp gỡ mà nơi đó là một cuộc đối thoại xảy ra giữa Chúa và mình, thì có hai câu hỏi rất căn bản mà anh chị em và tôi chúng ta phải trả lời được trước khi mình bước vào cuộc trò chuyện đó. Thứ nhất,
tôi là ai đối với Chúa? Thứ hai, Chúa là ai đối với tôi? Chúng ta phải rất rõ. Bởi vì khi xác định được tôi là ai đối với Chúa và Chúa là ai đối với tôi đó, chúng ta mới bắt đầu được cái cuộc nói chuyện. Còn khi mà mình không xác định được, chúng ta sẽ không biết nói gì. Và đôi lúc cái lời nói của mình nó cũng không mạnh mẽ và thật sự không mở hết ra cho cái cuộc đối thoại đó. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy hai khuôn mặt. Và nơi hai khuôn mặt này chúng ta sẽ thấy có hai cách trả lời khác nhau với hai nội dung khác nhau. Thứ nhất là người Pharisêu. Tôi là ai đối với Chúa? Người Pharisêu này xuất hiện với một tư thế mà tin mừng Luca nói rằng ông đứng thẳng. Có nghĩa là trước mặt Chúa ông rất hiên ngang. Và cái hình ảnh đứng thẳng đó để nói rằng ông chẳng có gì xấu hổ cả, và thậm chí ông còn tự hào nữa. Và đó là cái ngôn ngữ mà chúng ta gọi là cái ngay, không có sợ chết đứng. Tôi là người công chính. Và tôi là người công chính trước mặt Chúa hiểu như thế nào? Thứ nhất, tôi chu toàn hết tất cả những gì mà lề luật Chúa dạy. Cho nên lạy Chúa, con xin tạ ơn bởi vì con không giống như tất cả những kẻ khác. Và những kẻ khác đó thì như thế nào? Từ tham lam, bất chính, ngoại tình hay là cái tên thu thế kia. Con chu toàn luật Chúa. Và trong cái nghĩa đó, con công chính, con thánh thiện. Chưa hết, con ăn chay một tuần hai lần. Anh chị em biết là người Do Thái không có buộc ăn chay mỗi tuần, mà họ chỉ buộc ăn chay vào cái ngày lễ xá tội, cái ngày lễ đền tội đó là buộc. Nhưng mà cái người này không có luật buộc ăn chay một tuần hai lần, nhưng mà anh ta đã làm như thế, cho nên cho thấy rằng anh ta không chỉ là công chính mà anh ta còn đạo đức nữa. Rất là đạo đức, một tuần ăn chay hai lần. Chưa hết, anh ta còn nói rằng con đóng góp cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Không chỉ là con đạo đức mà có thể nói rằng con còn có công nữa. Con đóng góp cho nhà của Chúa. Hóa ra là con quá tuyệt vời. Con là người công chính, con thánh thiện, con đạo đức và con có công đức nữa. Và nếu tôi xác định tôi là người công chính, mà nơi đó tôi giữ luật rất tuyệt vời như thế, thì Chúa là ai? Thưa, Chúa là người ban lề luật. Và Chúa hãy xem những gì mà Chúa ban đó, coi nè, con giữ rất tốt. Và con chẳng có gì xấu hổ trước mặt Ngài, nếu không nói là con còn tự hào nữa. Và nói tới đó thì anh ta không thể nói thêm được nữa. Bởi vì sao? Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Luật đưa ra, tôi đã chu toàn. Thế là xong. Không còn đối thoại mà chỉ là kể công thôi. Bước sang khuôn mặt thứ hai, tôi là ai? Người thu thuế xuất hiện trong cái ngôn ngữ mà Thánh Luca nói rằng anh ta đứng đằng xa. Lên đền thờ cầu nguyện, thưa anh chị em, là phải vào đúng cái vị trí của mình, giống như anh chị em đi lễ vậy. Chúng ta vào trong nhà thờ. Đằng này anh ta không dám đứng trong cái đám đông của dân chúng đó, mà anh ta đứng bên ngoài và đứng thật là xa. Thưa, tại sao vậy? Bởi vì anh ta đang ở trong một cái tình trạng mà tất cả dân Do Thái ai cũng ghét. Bởi vì anh ta làm tay sai cho giặc. Mà lúc Roma đô hộ dân Do Thái đó, thì anh là người trong cái nhóm có thể nói là bóc lột dân và đưa tiền đó cho quân Roma trong cái công việc mà chúng ta gọi là thu thuế. Cho nên nổi cái tương quan với người ngoại không thì đã xem là tội lỗi rồi, huống chi anh là một tay gọi là nối giáo cho giặc. Cho nên cái quân thu thuế là cái quân bị xếp ngang hàng với gái điếm, được xem như là dơ bẩn, tội lỗi và ở bên lề xã hội, không có chỗ cho anh
ở trong đền thờ. Cho nên anh ta không dám đứng gần anh chị em của mình. Anh ta đứng thật xa. Rồi sau đó như thế nào? Anh ta cũng không ngước mắt lên được. Không dám ngước mắt lên trời mà cầu nguyện trong một cái tư thế mà tất cả mọi người có thể làm. Lời Chúa nói gì? Ở trong Thánh Vịnh 23 viết: mắt con ngước nhìn lên Chúa đấng ngự trên trời. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con cho đến khi Ngài rủ lòng thương xót. Nhưng mà ở đây anh ta không dám ngước nhìn. Bởi vì sao? Bởi anh ta xấu hổ. Bởi vì anh ta biết tội của mình. Nhưng mà có một chi tiết nữa thưa anh chị em, mà Chúa Giêsu Kitô khi kể về cái người này rất đáng thương. Đó là anh ta đấm ngực. Anh ta vừa đấm ngực và vừa nói. Trong cái ngôn ngữ đấm ngực ở đây không phải là ăn năn đơn thuần, mà đối với người Do Thái có hai cái lối diễn tả khi họ có cái gì đó quyết tâm hoặc là khi họ đau khổ. Ví dụ như nghe một cái lời gọi là phạm thượng của Chúa Giêsu Kitô thì Caipha xé áo mình ra, như là cái gì đó không chấp nhận được, diễn tả một cái sự bức xúc hay là một cái quyết định nào đó. Hoặc là khi mà ngôn sứ Jonah loan báo rằng Chúa sẽ trừng phạt thành Ninive thì vua thành Ninive xé áo mình ra để diễn tả cái quyết tâm mà nơi đó tôi sẽ sám hối. Nhưng mà cái chi tiết thứ hai mà chúng ta thấy đôi lúc lại xuất hiện trong Kinh Thánh, và đây là cái hình thức diễn tả của người Do Thái, đó là đấm ngực. Khi họ quá đau khổ, và cái nỗi đau khổ đó có thể nói là giằng xé tâm can của họ, thì họ đấm ngực. Cho nên cái chi tiết mà Chúa Giêsu Kitô trong lúc vác cái thập giá ở trên đường khổ giá của Ngài, thì những người phụ nữ đi theo sau đấm ngực. Khi mà đóng đinh Chúa Giêsu Kitô xong thì mọi người, Thánh Luca nói rằng, nhìn lên Ngài và đấm ngực. Ở đây không chỉ đơn thuần là hối hận ăn năn, mà cho thấy rằng lòng dạ con đau đớn và bị xé tan nát. Và trong cái cơn đau đớn đó, anh ta không dám ngước nhìn lên Chúa mà nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin dụ lòng thương con vì con là kẻ có tội. Và ở đây Thánh Luca cũng rất tinh tế, không nói rằng anh ta cầu nguyện rằng, mà nói là anh ta nói với Chúa rằng. Anh ta đi vào một cuộc đối thoại với một tư thế: tôi là ai? Tôi là tội nhân. Và còn hơn thế nữa, tôi là một người mà mang nơi mình một tâm hồn đau khổ, giằng xé trong cái tình trạng tội đó. Và con xấu hổ, con không dám ngước nhìn Chúa, con không dám đứng gần anh chị em của con. Con là kẻ ở ngoài ơn cứu độ. Cho nên mỗi năm vào cái lễ xá tội đó, Thượng Tế sẽ dâng những của lễ như là những lễ vật đền tội, và sau đó thì ông sẽ chúc lành cho dân. Nhưng mà cái anh thu thuế này không có hưởng được cái điều đó. Bởi vì để có thể hưởng được điều đó, anh phải bỏ nghề thu thuế. Cho nên cái câu mà chúng ta nói là lạy Chúa xin dụ lòng thương con đó, cũng có thể dịch bằng một cách khác: lạy Chúa xin hãy làm của lễ đền tội cho con. Bởi vì con không hưởng được cái của lễ đền tội kia, cho nên xin Ngài hãy làm một của lễ đền tội cho con. Và phải chăng là Chúa đã nhầm lời? Cho nên Ngài đã ban con của Ngài, và con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đó, đã trở thành của lễ đền tội cho chúng ta. Và trên cái thập giá đó, Chúa Giêsu nói gì với Cha? Trong cái tư cách là Thượng Tế, và cũng như trong cái tư cách là của lễ đền tội đó, Ngài nói gì với Cha? Cha ơi, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Tôi nhớ một lần tôi đi Đại Phúc đến thăm một gia đình, và cái ông này là đảng viên. Và bởi vì vào đảng cho nên là ông ta không có đi nhà thờ,
mấy chục năm, gần 40 năm. Bà vợ thì lại có đạo, rất là đạo đức, đi nhà thờ. Nhưng mà khi tôi đến, tôi gặp thì tôi mới thấy còn một cái nguyên nhân phía sau nữa. Và cái điều này khiến cho ông rất đau khổ. Đó là ông nói với tôi rằng, cha biết không, trong cái chiến dịch mà gọi là cải cách về văn hóa đó, thì con có dẫn một nhóm đi đập phá tượng Chúa ở trong một cái nhà thờ. Và cái điều đó, cái lúc đó con làm trong cái sự hăng say đó, nhưng mà thưa cha, trong lòng con không có bình an. Nhưng mà có một điều là cha biết không, sau khi mà con đập xong rồi con về đó, thì con thấy trên cái cánh tay của con nó xuất hiện một cái vết. Và anh ta đưa cho tôi xem, thì tôi nhìn tôi thấy giống như là một cái bớt vậy. Và anh ta nói rằng, cha ơi, Chúa phạt con, Chúa đánh dấu con rồi, và cái này chắc là con chỉ có rớt hỏa ngục thôi. Và khi tôi nhìn cái bớt trên tay của anh ta thì bớt nó không ra bớt mà bầm nó không ra bầm. Nó giống như hình của một cái vết, nhưng mà cũng có thể nhìn như là một cái ngón tay. Mọi người đều nói với anh là cái bớt, nhưng riêng anh thì không. Anh nói rằng chắc là Chúa đánh dấu con và Chúa sẽ phạt con. Tôi mới nói với anh rằng, thôi bây giờ như vậy, đúng là tôi gọi là bác, bác à, bác xưng tội đi. Cha ơi, con xưng tội rồi, Chúa có tha không cha? Chắc chắn Chúa tha. Và đây, cho dầu anh gọi là bớt hoặc là cái dấu gì, thì anh hãy tưởng tượng như là Chúa đang cầm tay của anh đó. Và Ngài như muốn nói với anh rằng, hãy đi theo Ngài, chứ đừng đi theo ai khác ở trần gian này. Vấn đề là anh có để cho Chúa dẫn anh đi không? Thôi thì gần 40 năm rồi, anh hãy về với Chúa đi, đi theo Chúa đi. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người kinh nghiệm khác nhau về cái đời sống đức tin của mình. Nhưng mà có một điều mà lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta rằng, đừng sợ hãi. Và hãy đến với Chúa, và cho dầu tình trạng của chúng ta là gì, cho dầu con ở trong tình trạng tội và có thể nói là con không thể thoát ra được, hay là tâm hồn của con đang bị giằng xé bởi vì những tội lỗi của mình, thì Chúa nói gì? Con à, ta đã trở thành lễ vật đền tội cho con. Con hãy bình an, con hãy ra đi và bình an, và đừng phạm tội nữa. Hay Chúa nói với lời mà Chúa đã chữa lành một người mù, anh ta nhìn thấy được và anh ta bước đi theo Ngài. Cho nên trong bài đọc 2 ngày hôm nay, Thánh Phaolô là nói rằng, tôi sắp đổ máu của mình ra làm lễ tế, và giờ mà tôi phải ra đi đó sắp đến rồi. Phaolô cũng có thể nói là một người giết Chúa, một người giết anh chị em của mình. Nhưng mà Phaolô đó bây giờ lại trở nên một với Chúa trong cái lễ vật đền tội. Tôi mang nơi mình cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô. Và cả cuộc đời không chỉ yêu mến Chúa, không chỉ rao giảng vì Chúa, mà ông còn dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của mình trong chính cái chết, như là một của lễ, hiệp với của lễ của Chúa trên bàn thờ, mà mang lại ơn cứu độ cho anh chị em của mình. Một lần kia tôi đi sức dầu cho một cụ bà. Trước khi về, cụ bà ấy nói với tôi như thế này, mặc dầu là đang nằm rất đau đớn trên giường bệnh. Bà ấy nói, thưa cha, mỗi ngày con đều cầu nguyện cho các cha. Hóa ra cầu nguyện dễ như thế. Ngay cả khi tôi là tội nhân, có thể nói là bị gạt ra bên lề, tôi vẫn có thể cầu nguyện. Hay tôi đang đau đớn trên giường bệnh, tôi vẫn có thể cầu nguyện.
Bởi vì Chúa luôn luôn ở gần kề với tôi, và chắc chắn Ngài nghe tiếng tôi kêu cầu. Cho nên thưa anh chị em, hãy biến cuộc đời của mình trở thành cuộc đối thoại liên tục với Chúa. Không chỉ thế, mà hãy biến cuộc đời của mình trong từng giây phút trở thành của lễ hiệp với Chúa Giêsu, để mang lại bình an và ơn cứu độ cho thế giới. Trong tâm tình đó, tôi mời anh chị em giây phút này chúng ta cùng đứng và cùng tuyên xưng đức tin vào Chúa của mình. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn Đức đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng đầu lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói với chị: Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Anh chị em rất thân mến, trong những ngày này, anh em linh mục chúng tôi nhớ đến lời mà Đức Phanxicô nhắn gửi các cha giải tội, rằng Thiên Chúa ghét tội nhưng Ngài không ghét tội nhân. Ngược lại, Ngài còn yêu thương tội nhân. Tôi lại nhớ Gandhi cũng nói trong cái cách diễn tả như thế. Ông nói rằng chúng ta phải ghét tội nhưng đừng ghét tội nhân. Và ông nói thêm: Thật là khó hiểu điều này, và ít ai có thể làm được. Và bởi vì người ta không làm được, cho nên nọc độc của sự ghen ghét vẫn cứ đang lan tràn ở trên thế giới này. Tại sao vậy thưa anh chị em? Bởi vì làm sao tôi có thể tách tội ra khỏi tội nhân? Khi tôi nhìn một tội nhân là tôi thấy tội nơi người đó, và tôi không ghét tội mà tôi ghét chính người đó. Đó là cái kinh nghiệm của chúng ta. Và với cái kinh nghiệm đó, chúng ta thấy thế giới này nó đang ở trong một tình trạng mà sự ghen ghét lan tràn. Cách đây mới mấy ngày thôi, anh chị em biết có một cuộc bạo động ở bên Nga. Và cũng mới vài ngày cách đây thôi lại có một cuộc bạo động ở Syria. Và lần này là chính nhóm ISIS, và họ dùng bom hóa học. Họ cho nổ ở trên không trung, và cái tác hại của bom hóa học, anh em chị em biết rằng nó lan tràn và người ta hít vào, và hơn 70 người đã chết rồi, và đa số là phụ nữ và trẻ em. Chuyện gì đang xảy ra thưa anh chị em? Sự ghen ghét nó lan tràn. Người ta muốn tẩy xóa đi cái sự dữ bằng cách tiêu diệt những con người. Đó là điều mà trong cái chủ trương của những kẻ bạo động, họ nói cái thế giới phương Tây đó là cái thế giới của sự dữ. Vậy thì chúng ta phải tiêu diệt thế giới sự dữ đó. Nhưng mà kết quả là gì?
họ tiêu diệt những con người. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có khả năng tách rời tội và tội nhân. Cũng như chúng ta biết vị Tổng thống Philippines cũng vậy, ông ta muốn cho đất nước của ông ta được sạch. Và kết quả là gì? Biết bao nhiêu người nghiện ma túy đã bị bắt và con số người bị giết chết đã lên đến ngàn ngàn người. Chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Có một cái mầm ghen ghét nó nằm ở trong trái tim của mình. Kinh Thánh chỉ kể một câu chuyện rất kinh điển là câu chuyện của Giuse. Anh em Giuse đem lòng ghen ghét ông và nói năng không tử tế. Cho nên cái dấu rất rõ để chúng ta biết rằng chúng ta có cái mầm ghen tuông, có cái con tinh trồn của ghen ghét nó ở trong tâm hồn của mình, và nó sẽ gây tai họa khi mà cái biểu hiện đầu tiên của chúng ta nói ra, đó là chúng ta không nói được những lời tử tế với nhau. Và kết quả là gì thưa anh chị em? Những mưu tính bắt đầu xảy ra. Họ thấy Giuse từ đằng xa và họ âm mưu giết ông. Đó là một thái độ. Họ thấy ông Giuse từ đằng xa lên chương trình giết. Kế tiếp là gì? Túm lấy Giuse, lột chiếc áo của Giuse. Đó là chiếc áo mà Gia-cốp may. Đó là chiếc áo biểu tượng cho tình thương của cha. Khi trấn lột chiếc áo đó, cũng muốn nói rằng: ngươi không phải là em của ta nữa, không còn người cha chung nữa. Và sau đó là gì? Vứt Giuse xuống giếng. Và trong khi vứt Giuse xuống giếng, ở trên này có một bàn ăn đang xảy ra. Họ ngồi, họ ăn uống với nhau, và đứa em ở dưới kia đang khóc than. Không còn sự hiệp thông, không còn cha chung, không còn sự hiệp thông. Vậy thì cái kẻ ở dưới cái giếng kia là ai? Thưa, là kẻ thù của tôi, và tôi sẽ bán nó với giá 20 đồng bạc cho nó làm nô lệ. Làm nô lệ, thân phận nó sẽ ra sao? Nó sẽ chết dần, chết mòn. Anh chị em thấy cái ác độc của con người. Câu chuyện mà tôi vừa mới đọc cho anh chị em trong bài tin mừng ngày hôm nay, câu chuyện cách đây hơn 2.000 năm cũng thế. Đối tượng mà người ta muốn ném đá không phải là cái chị phụ nữ này. Đối tượng mà người ta muốn ném đá là chính Chúa Giê-xu. Đó là lý do tại sao chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu cúi mặt xuống đất và Ngài viết. Ngài viết cái gì? Đối với tôi, trong cái suy nghĩ của mình, tôi nghĩ rằng Chúa Giê-xu không viết gì cả. Đó là giây phút mà Chúa Giê-xu Kitô rất đau buồn. Bởi vì Ngài đọc cái gì? Ngài đọc ra được thâm sâu độc địa của con người. Họ muốn ném đá Ngài và bao nhiêu lần rồi. Cho nên kỳ này trong tin mừng nói rất rõ, họ gài bẫy Ngài. Và nếu như Ngài nói rằng hãy ném đá đi, thì ngay lập tức khuôn mặt của một Giê-xu Kitô đồng bàn với tội nhân, với người thu thuế, khuôn mặt của một vị Thiên Chúa nhân từ mà Chúa Giê-xu Kitô công bố lập tức sụp đổ. Nhưng mà nếu Chúa Giê-xu Kitô nói rằng không ném đá, có nghĩa là gì? Ngài phá luật Môi-se, và ngay lập tức chính Ngài sẽ bị ném đá. Có ba cái tội mà đối với người Do Thái chắc chắn phải chết. Thứ nhất là phạm thượng, nói phạm danh Đức Chúa. Thứ hai là gì? Gian dâm. Và thứ ba là thờ ngẫu tượng. Ba cái tội đó chắc chắn chết. Và Chúa Giê-xu Kitô đã có một giải pháp. Ai trong các ông sạch tội, ném đá trước đi. Và họ rút đi. Ta rút, ta mất keo này, ta bày keo khác. Chúng ta nghe lời của Chúa trong sách Jeremiah ở chương 20 trong bài đọc 1 anh chị em vừa mới nghe. Họ rình xem con vấp ngã, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Rất rõ. Và điều đó đã xảy ra. Thua keo này, ta bày keo khác. Cũng ngay đền thờ đó, Gioan nói rằng chị phụ nữ này được đặt đứng giữa, và họ kết án chị. Chỉ vài ngày sau thôi, cũng nơi sân đền thờ đó,
nạn nhân không phải là chị phụ nữ đứng giữa không ai khác mà là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài đứng ngay cái chỗ đó. Và lần này Ngài bị kết án, và án này nặng hơn án phạm thượng, bởi vì dám gọi Thiên Chúa là Cha, dám xưng danh của Đức Chúa như danh của mình. Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Lần này ta đã trả được thù. Cho nên cái chết của Chúa Giêsu, thưa anh chị em, là một sự dàn xếp rất bài bản, vừa mang tính tôn giáo, vừa mang tính chính trị. Ông này sắp động dân chúng xưng mình là vua. Chúng tôi không có một vua nào khác ngoài vua Caesar. Ông này dám xưng mình là con Thiên Chúa, dám gọi danh của Đức Chúa. Ông này dám xúc phạm đến đền thờ. Tội phải chết. Cái gì ở bên trong lòng dạ con người? Thưa, sự thù ghét. Nó là nguyên nhân của tất cả. Và chuyện gì xảy ra? Có hai lời. Ngày hôm nay trong bài tin mừng, anh chị em nghe Chúa Giêsu nói: tôi không kết án chị đâu. Sau khi một trận dàn xếp, anh chị em vừa mới xem xong cái phim đó, và người ta hồ hởi, người ta kéo nhau lên đồi sọ, và người ta đóng đinh, và người ta khiêu khích. Và khuôn mặt của một vị thượng tế khiêu khích rằng: nếu ông là con Thiên Chúa xuống đi, chúng tôi tin. Nếu ông là Đấng Messiah xuống đi, chúng tôi tin. Và chính lúc đó Chúa Giêsu Kitô tuyên án. Họ không biết việc họ làm. Họ không biết việc họ làm là gì. Không biết việc họ làm có nghĩa là họ trắng án. Anh phạm tội mà anh không biết việc anh làm có nghĩa là gì? Anh hoàn toàn vô tội. Và lần này trên cây thập giá, Chúa Giêsu cũng y như vậy. Và lời công bố này không phải là cho một đối tượng, mà cho tất cả những người đang hiện diện nơi đó, cả những kẻ đóng đinh Ngài, những kẻ cai Ngài vào cái sự chết đó. Thì Ngài nói gì? Lạy Cha, họ không biết việc họ làm. Có nghĩa là gì? Cha ơi, họ trắng án. Tha cho họ. Bởi vì sao? Con vô tội, con đã mang hết tất cả tội của họ nơi bản thân con. Tất cả những đau đớn của tội lỗi gây ra, con mang hết. Ngay cả cái kết quả của tội lỗi là sự chết, con mang luôn. Và cái tình trạng thê thảm nhất của tội là tình trạng vắng bóng Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu Kitô đã đi vào cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm của tội, mà nơi đó không có khuôn mặt của Thiên Chúa, trong cái thân phận của một con người thật sự. Nói theo ngôn ngữ của Phao-lô là gì? Đấng không hề biết tội là gì thì giờ đây đã trở nên tội cho chúng ta. Có nghĩa là Ngài đã mang lấy tội của chúng ta, tất cả tội của chúng ta Ngài mang lấy, và Ngài đi vào một cái kinh nghiệm hoàn toàn bị Thiên Chúa bỏ rơi. Đó là kinh nghiệm của tội nhân. Tội nhân kinh nghiệm điều gì? Họ kinh nghiệm không còn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa. Họ kinh nghiệm trong đau khổ và bị hoàn toàn lãng quên. Chúa Giêsu Kitô đi vào cái kinh nghiệm đó. Và trong chính kinh nghiệm đó, Ngài công bố trắng án cho tất cả chúng ta, công bố ơn tha thứ cho chúng ta, và Ngài trao phó trọn vẹn chính Ngài vào trong bàn tay của Cha. Cho nên ai có thể tách tội ra khỏi tội nhân? Duy nhất có một người, đó là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã tách tội ra khỏi tội nhân, Ngài đã đóng đinh tội nơi thân xác của Ngài, Ngài đã triệt tiêu tội nơi chính thân xác đau đớn của Ngài, Ngài đã xóa sổ nợ cho chúng ta. Nói theo ngôn ngữ của thánh Phao-lô. Cho nên tuần thánh chúng ta bước vào mầu nhiệm gì? Chiêm ngắm mầu nhiệm con chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Chưa hết, tiêu diệt tội, đóng đinh tội nơi thân xác của Ngài, để tất cả chúng ta trắng án. Họ không biết việc họ làm.
và bao nhiêu thứ đó con mang hết nơi chính con đây, và trở thành một hy tế trọn vẹn trong sự tinh tuyền của một tâm hồn hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa và ôm tất cả tội lỗi của anh chị em mình nơi mình. Ngài trở thành con chiên gánh tội, con chiên đền tội cho chúng ta. Và chính nơi đó máu và nước chảy ra, sự thanh tẩy, sự sống, giao ước mới đổ xuống trên chúng ta. Chúng ta trở thành những con người sạch tội, những con người mới, con của Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em, trong những ngày này Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta làm những việc rất đơn giản. Thứ nhất, hãy nói năng tử tế với nhau. Rất đơn giản. Và đối với ai? Đối với vợ chồng con cái trong gia đình của mình. Chúng ta rất khéo ăn, khéo nói với tất cả mọi người bên ngoài, trừ những người trong nhà mình. Những người trong nhà, những người rất thương mình, là mẹ, là ba, là vợ, là chồng, là con cái. Bao nhiêu lời đau lòng chúng ta dành cho nhau, bao nhiêu sự dơ bẩn chúng ta thảy vào mặt nhau. Hãy nói năng tử tế trong yêu thương đối với nhau. Điều thứ hai Đức Thánh Cha xin đó là gì? Đừng kết án nhau, hãy tha thứ cho nhau. Và điều thứ ba Đức Thánh Cha xin là gì? Hãy mở cửa nhà của mình ra mà đón tiếp anh chị em, đặc biệt là những người nghèo. Anh chị em hãy làm điều đó đi, cách đặc biệt trong tuần thánh này. Cách đây mấy ngày, tôi đứng ngoài sân của nhà dòng, có một anh đến xin xưng tội. Sau khi anh ấy xưng tội xong thì anh ấy xin tôi cầu nguyện cách đặc biệt cho mối tương quan của ba và anh ấy. Anh ấy nói như thế này: thưa cha, từ thuở nhỏ con đã có một hình ảnh không có đẹp về ba của con, bởi vì ba của con luôn luôn là nhậu nhẹt. Và mỗi lần mà ông uống rượu say về là ông chửi vợ và ông đánh con. Con luôn luôn bị những trận đòn vô cớ đổ trên đầu con, vai con, mình con. Bất cứ lúc nào ông quất chỗ nào là ông quất. Và không có tuần nào mà con không bị ít nhất là 2 trận đòn một cách vô lý. Và con rất ghét ba của con. Và từ đó mà con ghét rượu, con không đụng lên một giọt rượu. Và thật sự là bổn phận làm con vẫn cứ làm. Tuy nhiên con không quên được hình ảnh đó. Cho đến một ngày kia ba con bệnh. Sau cái cơn bệnh đó, có cái giây phút tự dưng thôi, ăn cơm xong còn ngồi đó, thì ba nói với con như thế này: con à, cuộc đời của ba đã thất bại. Thất bại hoàn toàn, bởi vì ba không chu toàn bổn phận của một người cha, một người chồng. Ba không dám gọi con là sự thành công của ba, bởi vì ba cũng chẳng dạy dỗ con bằng trọn vẹn bổn phận của mình. Những gì mà con được ngày hôm nay là những gì con cố gắng. Ba không dám gọi con là thành công của ba, nhưng ba gọi con là niềm tự hào và niềm vui của ba, bởi vì nhìn thấy con đã làm được điều mà ba không làm được. Ba xin lỗi con. Anh ta nói rằng sau khi mà con nghe xong cái câu đó, tự dưng thưa cha, trong lòng con chạy lại tất cả những hình ảnh mà ngày xưa, cái lúc rất bé, cái lúc mà con còn nhỏ đó, ba chăm sóc con như thế nào. Chạy lại hết tất cả những cái hình ảnh đó, rồi con nhìn ra ngoài đường, con thấy người cha nào chăm sóc con của mình, con cũng thấy hình ảnh của ba con. Và tự dưng lòng con không còn hận thù nữa. Con thương ba con, và con muốn làm một đứa con đúng nghĩa, thật sự hiếu thảo. Cha cầu nguyện cho con. Đó là chuyện gì thưa anh chị em? Có một câu chuyện xảy ra mà nơi đó có sự sưng thú.
Và cái lạ lùng của sân thú đó là gì? Mở toang ra và một sức sống khác ùa vào. Đó là sức sống của tình yêu. Đó là sức sống của ơn tha thứ mà đổ tràn vào không phải cho người cha mà cả đứa con. Mầu nhiệm nó xảy ra ở đâu? Thường ngay trên cái thập giá. Khi mà nơi cạnh sườn của Chúa Giêsu Kitô nước và máu tuôn xối xả xuống. Và ai? Thưa những người ngước mắt lên nhìn Ngài. Nói một cách khác, thưa những người dám ngước nhìn lên đấng mà mình tin. Đó là lúc chúng ta dám nhìn nhận tội của mình. Tuần rồi tôi giảng ở Gò Vấp. Sau khi giảng xong tôi gặp một bà mẹ. Bà ấy nói với tôi như thế này: cha ơi, con có một thằng con mà nó cứ làm từ 2 giờ chiều cho tới 11, 12 giờ khuya. Nó làm cái ca đó. Và không có ngày nào mà con không ngồi đợi cho nó đến 12 giờ khuya, ngồi đợi cơm đó. Các con của con đều nói với con rằng: mẹ đừng có đợi nó, mẹ đi ngủ đi, mẹ già rồi mà đợi nó làm cái gì. Nhưng mà con trả lời với các con của con rằng: mẹ đợi để nó biết rằng ở nhà có người đang đợi nó, để mà nó đi thì nó nhớ nó về. Và không bao giờ bà bỏ. Có những lúc bà nói rằng: con mệt quá, cha biết không, con gọi điện cho con của con và con nói con của con rằng: mẹ mệt quá, thôi mẹ đi ngủ sớm nha. Và con lúc nào nó cũng nói với con rằng: con có bảo mẹ đợi đâu. Nhưng mà không bao giờ con ngưng, con luôn luôn đợi con của con, bởi vì con biết rằng con của con biết con đang đợi nó, cho nó về. Trong những ngày này, Hội Thánh lại đưa chúng ta đi về một mầu nhiệm, đó là Chúa Giêsu Kitô thiết lập bí tích thánh thể. Mà nơi đó câu chuyện của tình yêu và đợi chờ lại được diễn ra. Chúa không chỉ chết cho mình, Chúa không chỉ mang lấy tội của mình, Chúa không chỉ đổ nước và máu ra để tẩy xóa mình, tuyên mình trắng án, mà Ngài để lại cho chúng ta một bí tích thánh thể để ngày và đêm Ngài đợi chúng ta. Đợi chúng ta đến bàn ăn của Ngài, để chúng ta giàu đi bất cứ nơi nào, cho chúng ta có lạc ở nẻo đường nào, chúng ta biết rằng có người đang đợi mình và rất thương mình và mình phải trở về. Trưa hôm nay tôi ngồi ăn cơm, nhìn lên tivi thấy có một cái phóng sự kể về hai cậu bé đang học lớp 10, 11 thôi, gọi là cổng bạn đến trường. 8 năm liên tục, một em thì bị liệt, phải ngồi xe lăn, em kia là bạn ở cạnh nhà. Trong vòng 8 năm liên tục, không có ngày nào mà người bạn kia không đẩy bạn của mình đến trường. Rồi cổng bạn của mình từ xe lăn đi vào lớp, có khi lớp học chuyển lên tầng 3, cổng bạn ấy cổng bạn mình lên, rồi cổng bạn mình xuống xe, rồi đẩy bạn mình về. Liên tục như thế trong vòng 8 năm và sẽ còn tiếp tục như thế. Khi mà xem cái phóng sự đó thì thật sự tôi rất cảm động. Nhưng cũng trong cái tâm tình của tuần thánh bước vào, tôi lại nhớ có một người hàng ngày đang cổng tôi và anh chị em. Và chúng ta nặng lắm, chúng ta cũng què quặt, đuôi mù câm điếc, và chúng ta đầy những thứ tội, đầy những bao bì mà nơi đó chúng ta chất chứa đủ mọi thứ. Và người bạn đó không ngừng cõng chúng ta mỗi ngày, và người ấy khao khát cõng chúng ta đi về nhà cha. Đó là Chúa Giêsu. Cho nên thưa anh chị em, tuần thánh bước vào, chúng ta sẽ được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô trên cây thập giá. Chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy Chiên Thiên Chúa.
chúng ta thấy đấng vô tội, chúng ta thấy con Thiên Chúa đã tách tội ra khỏi tội nhân, đã mang lấy tất cả tội chúng ta nơi thân xác của Ngài. Và Ngài chịu bao nhiêu trận đòn trong cái cuộc thương khó đó, hoàn toàn là vì chúng ta. Để rồi Ngài đóng đinh tất cả tội lỗi và nọc độc của sự chết nơi chính bản thân Ngài. Ngài gánh tội để chúng ta được chữa lành. Chúng ta lại thấy gì nơi đó? Chúng ta lại thấy nơi đó một hy tế của tình yêu, mà sự sống tuôn tràn, sự sống ấy chảy đến đâu thì sinh sôi nảy nở, sự sống vĩnh cửu đến đó cho tất cả những ai ngước nhìn và đón lấy máu và nước từ cạnh sườn người. Người trở thành hy tế của tình yêu. Và chúng ta lại thấy gì? Hy tế đó của đấng yêu mình vô cùng đó căn dặn rằng: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và hằng ngày cái mầu nhiệm y tế cứu độ đó vẫn tiếp tục đang diễn ra. Và có một đấng đang yêu thương chúng ta và hằng đợi chờ chúng ta đến dùng bữa với Ngài. Anh chị em hãy dành trọn vẹn thời gian tuần thánh mà dùng bữa với Chúa Giêsu. Hãy để máu và nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu đổi mới chúng ta. Và nói như Thánh Phaolô, chúng ta hãy hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô trong mầu nhiệm thập giá đó, tiếp tục mang lấy những vết thương, những cuộc thương khó còn sót lại nơi trần gian này bằng cách chia sẻ với những anh chị em nghèo, những anh chị em đau khổ đang sống chung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta đã được Chúa yêu và Chúa cứu và Chúa nâng chúng ta lên trở thành bạn hữu của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Và trong tâm tình đó, chúng ta đặc biệt dâng thánh lễ này cách sốt sắng. Xin Chúa ban hồng ân cho gia đình, cho giáo xứ và cho chúng ta một tuần thánh thật sốt sắng.